sữa rửa mặt làm sạch sâu CB Cod với dung tích là 150ml, chúng ta sẽ sử dụng được 4-5 tháng. Giá của sản phẩm là 650.000 đồng, xuất xứ từ Hàn Quốc. Sản phẩm sẽ chứa các tế bào gốc thực vật, trứng cá hồi đen có tác dụng làm sạch bề mặt da, lấy đi lượng dầu dư thừa, bã nhờn từ sâu bên lỗ chân lông, đồng thời sẽ giúp cung cấp độ ẩm, dưỡng chất cần thiết cho da, giúp làn da mịn màng, khỏe mạnh, phòng tránh viêm da dị ứng, mụn trứng cá. Thì với cách sử dụng như sau, đầu tiên thì ta sẽ lấy ra lượng sản phẩm vừa đủ, tạo bột với một ít nước, sau đó sẽ massage nhẹ nhàng lên khuôn mặt từ 1 đến 2 phút, rồi rửa sạch lại với nước. Các chị em lưu ý là chúng ta nên sử dụng sữa rửa mặt ngày 2 đến 3 lần để mang lại hiệu quả cao.